Alo, mạng nhà chậm quá à? Nhà mạng nó mới update cho mình con router Black Speed 5 nhanh lắm. Really nigga? Ừ, không mất tiền, không mất tiền, tối nhưng cầm về cho nhé. À, trước khi mình đăng video này thì mình sẽ phải block vợ mình khỏi cái video này đã. Các bạn đợi tí. Ok. Và như các bạn đã biết thì trên tay mình đây là chiếc router Black Speed 5, hay còn tên gọi chuẩn hơn của nó là PlayStation 5. Và đây là chiếc PlayStation 5 đầu tiên tại Hà Nội Computer. Và mình đã được cái này rất là lâu rồi. Và đây là phiên bản sách tay thường nhật. Nhưng các bạn có thấy là đằng sau rất nhiều tiếng Kimochi các thể loại đằng sau. Nhưng nó có một con máy và một cái tay cầm. Và giá của con PS5 này hiện tại nó đang là 29 triệu đồng. Một mức giá nói chung là nó cũng khá là phù hợp hiện tại. Tại vì đây là hàng sách tay và các chi phí vận chuyển các thứ vậy nữa. Và sản phẩm được bảo hành là 3 tháng. Và mình sẽ mở ra. Thơm quá, đúng là mùi từ Nhật về. Chúng ta sẽ có đầu tiên là một con tay này, thì mình sẽ mở ra. Đây là một cái dây nguồn, nhìn nó vẫn giống dây nguồn của PS4 cũ thôi. Chúng ta có một cái dây USB Type-C để sạc tay cầm. Đấy, tí nữa mình sẽ nói thêm về nó sau. Chúng ta có một cái dây HDMI. Và đây là cái đế gắn PS5, thì tí nữa mình sẽ gắn thử. Chung là phụ kiện chúng ta cũng không có nhiều, và một cái sách hướng dẫn sử dụng nó cũng không có gì cả. Nói chung là mình sẽ bỏ cái phụ kiện ra. Cái chúng ta quan tâm không phải là cái phụ kiện này. Phiên bản này của mình là phiên bản dùng đĩa. Nếu các bạn chưa biết thì PS5 sẽ có hai bản, một bản là dùng đĩa, một bản là dùng digital, tức là dùng online hoàn toàn. Và hai bản sinh nhau khoảng tầm 2 triệu. Và theo mình ý, thì các bạn nên mua phiên bản dùng đĩa hơn, thì nó sẽ bắt đối xứng hơn một tí. Nhưng mà cái lợi thế các bạn là về sau các bạn có thể trao đổi đĩa được với những các bạn khác ý, thì tiết kiệm hơn được chi phí khá là nhiều. Đây là chiếc PlayStation 5. Thơm thật, phê thật anh em ạ. Nếu mà xét về độ nặng thì nó nặng hơn con PS4 Pro nhà mình khá là nhiều. Và nó cũng rất là to, các bạn thấy là con PS4 Pro ấy nó chỉ khoảng tầm từng này đấy. Và con đây con PS5 các bạn thì nó rất là to. Và nhìn tổng quan thiết kế thì anh em cũng nhìn nhiều lắm rồi. Đây có một cái khe đút đĩa thôi. Và con PS5 này thì các bạn có thể hai kiểu dựng. Một là các bạn dựng như này. Và thực ra là thông qua quảng cáo Sony cũng để cái này rất là nhiều. Và thứ hai là các bạn sẽ dùng cái chân đế của nó ở đây. Và mình sẽ thử cách lắp thêm như thế nào. Chúng ta phải lắp chân đế như nào đây? Tí nữa mình sẽ lắp sau, mình cũng chả biết thế nào nữa. Đây ở dưới để có cái chỗ gắn chân đế thì phải. Rồi ở mặt trước nhá, chúng ta sẽ có một cổng USB Type A, một cổng Type C và nút nguồn và nút ngả đĩa. Cái này thì quá phổ thông rồi. Ở đằng sau nó sẽ có một cổng LAN này, hai cổng USB, một cổng HDMI và một cổng dây nguồn. Nói chung các cổng này của PS5 thì ở mức vừa đủ dùng. Và về cấu hình con PS5 này ấy, thì chúng ta sẽ có là một CPU 8 nhân Gen 2 tức là, và xung là 3.5, tức là nó sẽ ngang ngửa con Ryzen 7 3700X nhưng mà xung thấp hơn. 3700X là xung 4.5 turbo tối đa rồi, con này có 3.5 thôi. Và cam màn hình của nó thì sẽ là dùng ADNA 2 tức là tương đương đời RX 6000, và cái hiệu năng của nó là khoảng tầm 10 teraflop, tức là nó sẽ ngang khoảng tầm 2070 Super hoặc là 6700XT. Và với sức mạnh của PS5 thì họ quảng cáo là chơi được game 8K. Và nhưng mà cái vấn đề với game 8K ấy, thì nó cũng như là 4K trên PS4 Pro ngày trước thôi, thì nó sẽ không hẳn là render gọi là dây tiếp 8K, nó sẽ upscale lên từ những độ giải thấp hơn. Nhưng mà thế là rất là khỏe rồi, rất là mạnh. Và con này có 16GB. Chung đây là một cấu hình mà nếu mà set mà hiện tại mua ấy thì PS5 này có giá cũng không chênh hơn PC là mấy. Thật sự là nó không chênh hơn PC là mấy đâu. Tại vì mức giá hiện tại là 28 triệu là khá là đội lên, tại vì đây là hàng sách tay trực tiếp từ Nhật Bản về nên giá chi phí đội khá là cao. Còn về sau này, ví dụ là cuối năm nay, giữa năm cuối năm nay các bạn mua ấy, 2021 ấy, thì giá sẽ mềm hơn khoảng tầm 15 triệu một cái. Lúc đấy thì, nhưng mà những con như này, những sách tay này thì phù hợp với những bạn nào các bạn cần có được cái trải nghiệm sớm nhất và sớm nhất thì đây là những cái mà các bạn tìm. Và console trước giờ rất là bền, và mình chưa thấy, ít thấy console hỏng bao giờ. Và nhưng mà mình có một điểm này, đó chính là cái mặt trước của PS5 rất là bóng. Và hiện tại mình chỉ sờ một tí thôi, đã dính vân tay khá là nhiều ở mặt trước này rồi. Và mặt bóng này có một điểm nữa, đó chính là các bạn sẽ rất là dễ xước. Và nói chung là mình không thích mặt bóng này của PS5 lắm. Làm mặt xám như hai bên ấy, nhìn đẹp hơn rất là nhiều và nhìn nó cũng đỡ bám vân tay hơn. Ở hai bên này, để như này ấy, thì mặc dù đẹp nhưng mà mình thấy nó khá là dễ đổ. Kể cả khi mà để lên cái chân thì mình nghĩ khá là dễ đổ. Bởi vì vấn đề là khi các bạn để này, các bạn để ở nhà chơi thì không sao, nhưng mà chẳng may nhà các bạn ví dụ có chó mèo hay là các
cháu nhỏ vào chơi thì chuyển động vào phát ý, thì mình nghĩ là khả năng phế nằm phải đổ rất là nhiều. Và nếu mà dùng thì mình thực sự mình khuyên các bạn nên để như này, nó sẽ gọi là vững chắc hơn, an toàn hơn so với việc sử dụng. Và các cái cổng kết nối thì không có dây, các dây còn lại thì mình cũng nói sau. Và cái này là cái tay cầm mới, là con tay cầm của PS5, và nhìn đối với mình cầm ấy thì mình nhìn cầm nó ôm tay hơn, nó khả năng nó to hơn tay PS4 khá là nhiều, và nó cũng to gần bằng tay con tay Xbox, và mình cầm mình ấn thấy rất là sướng. Và tí nữa mình sẽ vào thẳng trong phần máy để xem là tay cầm này chơi thử thêm như nào. Và bây giờ thì mình sẽ cắm thử con PS5 này lên trên một cái màn hình để thử xem là giao diện của PS5 và chúng ta có những cái gì mới. Và hiện tại mình đang để con PS5 trên bàn, các bạn thấy nó rất là dày, nó rất là to, nó rất là nặng. Tại vì một phần thì cái phần cứng trong con PS5 này nó khỏe hơn con PS4 rất nhiều. Tại vì trong vòng mấy năm mà mới up nâng cấp phần cứng của con PlayStation này, các bạn thấy là khi mình xem clip mở của bên Sony thì bên trong của nó là phần tản nhiệt nó rất là lớn, nó to, nó dày thì nó mới tản nhiệt được. Còn trên con PS4 Pro thì nó mới tí màu dính. Và phiên bản PS5 này thì cái dung lượng bộ nhớ của nó là 865GB, và các bạn sẽ chỉ sử dụng khoảng tầm 667GB thôi. Và 667GB hiện tại mình cam đoan là thiếu, tại vì các game bây giờ nó khoảng tầm 100GB một game. Nên là các bạn sẽ phải có những cái giải pháp để gọi là nâng cấp ổ cứng cho con PS5. Nhưng mà các bạn không thể nào mà mua được các SSD bên ngoài nhá. Tại vì bên Sony họ sẽ chỉ các bạn một khe là khe NVMe để nâng cấp bên trong này. Nhưng hiện tại mới chỉ duy nhất là Western Digital là có tiếng Việt, và dùng máy mua tại Nhật nhưng mà có tiếng Việt. Và Western Digital là họ cho phép xác nhận cái phần cứng SSD của họ là con SN850 có thể lắp được vào con PS5 này. Và giá của nó hiện tại ở Hà Nội Computer đó là 3,5 triệu cho bản 500GB và 6,5 triệu cho bản 1T. Thì giao diện cho PS5 này nó làm nhìn nó sẽ phẳng hơn trên PS4 và nhìn nó hiện đại hơn. Nói chung là bây giờ hiện tại cái giao diện thiết kế phẳng nó gần như là trending, đi đâu cũng có. Đây là bất cứ bạn game thủ nào cũng đang muốn nhìn cái dòng chữ này trên TV nhà mình. Và trên PS5 này thì các bạn nên dùng cái TV là 4K 120Hz, và hiện tại mấy mã của LG nó rơi khoảng tầm là 31 đến 35 triệu cho một con là 55 inch nếu mình nhớ không nhầm. Chứ mà nếu mà các bạn chơi 4K 60Hz thì mình nghĩ là hơi là phí. Và thực ra một combo PS5 và TV rơi khoảng tầm 50 triệu và các bạn trải nghiệm cực kỳ đỉnh. Hiện tại đây mới chỉ là máy không chưa có gì, và mình sẽ thử bỏ một cái đĩa vào nhé. Các bạn đợi mình một tí. Rồi, đây là mình có cái đĩa Mortal Kombat 11 đây. Tạm thời thôi. Nếu mà anh em mua máy thì anh em chơi những game mới, ví dụ như Spider-Man này, hay là mua Cyberpunk 2077 thì game rất là hot. Và giá game trên PS5 thì mình nghĩ nó sẽ tăng nhẹ so với PS4. Hiện tại Cyberpunk đang là 1,4 triệu, và mình nghĩ về sau thì khoảng tầm 1,7-2 triệu các game nặng nên khủng nhiều đĩa. Nói chung là về những cái trải nghiệm đầu tiên của mình với cái tay cầm PS5 này ấy, thì mình thấy nó rất là ôm tay hơn PS4 rất nhiều. Tại vì cái trước ấy, tay mình rất là to, nên là mình thực sự chơi trên máy tính thì mình có thích chơi cầm Xbox hơn, tại vì nó to và ôm tay. Thế PS5 thì họ đã tăng kích thước của tay cầm lên, và từ đó là cái phần cò bấm này, loa cũng hay hơn trên PS4, nhưng loa tay cầm hay hơn trên PS4. Và cầm này mình ôm tay hơn rất nhiều, và nút bấm nhìn nó cũng đẹp hơn, ngon hơn. Nói chung là con này ngoài cái việc mà rất nhiều các bạn trên mạng các bạn đã mua rồi ấy, và là con này nó nhanh bị ố màu, thì còn lại là mình cũng không có thể nói chê trách gì với con tay cầm này. Chúng ta phải làm gì đây? Đây là phần test tay cầm này. Đây phần menu của PS5 các bạn nhìn thấy khác PS4 khá là nhiều. Tại vì trên này cái ông ngày trước các bạn nút PS đấy, các bạn sẽ ra vọt ra thẳng màn hình chính như vậy. Các bạn cho em xem các bạn xem các chóp phi các bạn đang cần này. Ở bên dưới chúng ta có thiết bị phụ trợ này, mic, âm thanh, các phần tải về, tải lên, thông báo. Và hiện tại thì mình cũng chưa biết là chúng ta sẽ làm gì cho PS5 này, tại vì game Cyberpunk thì mình đang chưa mua. Các phần cài đặt thì có vẻ vẫn khá là giống những con PS4 thôi. Hệ thống chúng ta cũng không có gì mới mẻ hơn cả. Đây là mình đang chơi thử game demo Astro Playroom. Trong game này chơi thì test tay cầm thì kịch tí thôi. Nhưng mà điểm đầu tiên mình nhận ra đó chính là rung của nó, là cái lực phản hồi nó tốt hơn. Lực phản hồi tốt hơn trên PS4, và cái loa của nó nghe nó cũng đanh và nó chút là hay hơn. Nếu các bạn ngày trước chơi Horizon trên PS4 thì các bạn nhận thấy là cái loa trên con tay cầm của nó khá là bị sắc, mà con này thì mình thấy nó đỡ hơn.
Hình ảnh thì do là bên mình của mình đây chỉ là 2K thôi, nên mình cũng chưa biết là nó đẹp hơn nhiều hẳn nào cho so với cả các bản độ phân giải cũ. Hình ảnh nhìn chung thì do cái sức mạnh đồ họa của con này rất là khỏe đấy. Trên PS4 Pro thì hiệu năng đồ họa nó chỉ ngang con R9 280, còn kém hơn cơ. Nó hơn khoảng tầm 580 thì phải. À nó R9 280. Nhưng con này nâng cấp lên 2 cộng lên một con card mới rất là khỏe, rất là mạnh, 16GB và cả cái CPU cũng là 8 nhân của AMD Gen 2, nên là đảm bảo là cái sức mạnh phần cứng này đủ cho các bạn chơi các game mà về sau nữa và thoải mái. Và các bạn yên tâm là trên console thì các bạn không phải lo vấn đề là không chơi được game, tại vì game đã ra mắt trên console ấy thì mặc định là chơi được. Và các bạn không phải lo như cả máy tính là các bạn phải lo là này nọ, là đồ cấu hình không, stick ra sao, console làm cho các bạn hết. Điểm trừ đó chính là về chất lượng đồ họa trên console sẽ không bao giờ có thể bằng được PC. Đấy là chắc chắn, tại vì trên PC thì phần cứng của nó rất là khỏe và các nhà sản xuất họ có thể nhẹ nhồi nhét những cái gọi là công nghệ vào trong này. Còn trên console, với trên console thì game sẽ khá là đắt. Đắt hơn trên PC, tại vì mình cho anh mặc định nhé, ví dụ như Cyberpunk chẳng hạn, trên PC các bạn mua trên Steam ấy nó là 900.000. Còn nếu các bạn mua trên console hiện tại đang là 1.4 triệu một game, và nhưng mà bù lại thì các bạn chơi console, các bạn chơi xong các bạn chán, các bạn nên đi trao đổi đĩa với người chơi khác những game mới. Ví dụ như những game ngày trước ấy, như Horizon Zero Dawn, bây giờ các bạn mua khoảng tầm 250-300 một đĩa thôi và chơi rất là hay. Nói chung là những cảm giác ban đầu của mình ở P5 là như vậy, và có lẽ mình sau khi trải nghiệm lâu hơn thì mình sẽ trải nghiệm những cái nhận xét đúng hơn về chiếc P5 này. Nhưng hiện tại đây mới là chiếc console mạnh nhất của Sony và chiếc console các bạn đáng mua nhất thời điểm hiện tại nếu mà các bạn có tiền. Bây giờ nó là 28 triệu và game cũng không hề rẻ, và màn hình cũng khoảng tầm 30 triệu một cái cơ. Bây giờ các bạn nào mà các bạn đang có ý định sử dụng P5 thì có thể lên trên trang chủ Hà Nội, bây giờ các bạn xách ngay một em về, còn mình thì mình cầm em này về rồi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn, bye.